Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bên nhau trọn đời sau 8 năm lên sóng, Triệu Mặc Sơn yên bề gia thất, hai dị thân vẫn sắm vai độc thân. Tròn 8 năm lên sóng, bên nhau trọn đời vẫn được xem là tượng đài của dòng phim ngôn tình. Ngày 10 tháng 1 năm 2015, bộ phim truyền hình Bên Nhau Trọn Đời chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn chính thức lên sóng. Bản thân tiểu thuyết gốc đã là một trong những bộ ngôn tình đời đầu cực đình đám, năm chính hà dị thâm cũng được nhiều người yêu mến, được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Khi chuyển thể thành phim, năm chính hà dị thâm do Trung Hán Lương đảm nhận, nữ chính Triệu Mặc Sinh do Đường Yên thể hiện, bộ phim nhanh chóng nhận được sự chú ý và yêu thích của đông đảo khán giả. Dù khắt khe nhưng nhiều fan nguyên tác cũng khá hài lòng với bản chuyển thể này. Đặc biệt, nam diễn viên Trung Hán Lương được ca ngợi là Hà Dị Thâm xé sách bước ra. Hai diễn viên đóng Hà Dị Thâm và Triệu Mặc Sinh thời trẻ là La Vân Hy và Ngô Thiến cũng được đông đảo khán giả yêu mến. Bộ phim đã bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất của cả hai sau này. Đặc biệt, bộ phim đã đưa vào hàng loạt câu thoại kinh điển mà mỗi khi nhắc đến, bất cứ một phim nào cũng nhớ, đó là: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, thì những người khác đều là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ." Có một kiểu nhớ nhung là không ngừng nhập tên anh vào công cụ tìm kiếm. Trời đẹp thế này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp để bên nhau trọn đời. Mặc Xanh, tôi thua rồi, bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn thua em, thua thảm hại. 7 năm, một người đàn ông khác, Hà Dị Thâm thừa nhận đi, mày đang phát điên lên vì ghen. Họ cho tôi 10 năm, tôi cần Mặc Xanh cả đời. Sau 8 năm phim lên sóng, nam diễn viên Trung Hán Lương vẫn là nam thần độc thân ở tuổi U50. Cho đến thời điểm hiện tại, dù nhan sắc không còn bóng bẩy, tiểu thịt tươi như xưa, nhưng anh vẫn còn được nhiều nhà sản xuất tin tưởng giao đóng vai nam chính ngôn tình. Tất nhiên, đối với khán giả thì anh mẹ là Hà Dị Thâm không ai thay thế được. Con nữ chính Đường Yên giờ đã yên bề gia thất cùng nam diễn viên La Tấn. Sau một thời gian dài nghỉ sinh và chăm sóc gia đình, mới đây cô đã quay trở lại công việc và tham gia chương trình truyền hình thực tế đầu tiên. Ở tuổi 39, Đường Yên được khen ngợi vẫn giữ được nhan sắc và dáng ngọt ngào như gái đôi mươi. Có thể nói cuộc sống của nữ diễn viên đang rất viên mãn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.